thì Tina sẽ đi bán sầu riêng. Cả nhà ơi, Tina có mặt ở đây để bán sầu riêng. Cả nhà có nhớ là một tuần trước Tina có nướng sầu riêng do cô hàng xóm tặng cho Tina không? Sầu riêng 1 Lâm Đồng đó cả nhà. Thì đây là sầu riêng 1 Lâm Đồng mà Tina bán. Hôm nay Tina đảm trách bán cho cô một ngày. Thì nói chung ngồi chán, ngồi một mình thì chán quá. Tina có rủ cameraman, cái bạn mà đẹp đẹp hôm bữa đó cả nhà, thì qua đây ngồi quay clip cho Tina. Quay cái clip này để chia sẻ với mọi người là một ngày mình bán sầu riêng cũng giống như là bán thêm trái cây nữa nè cả nhà. Đây là bơ bơ bút Lâm Đồng nè đó, với lại bưởi nữa cả nhà ơi. Thì cái địa điểm này là kế bên là bán hải sản nha cả nhà. Thì giữa hải sản kế bên đây là của bạn của Tina luôn rồi. Ai mà có thích ăn hải sản, có fan hải sản thì ghé 274 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh để mà ủng hộ bạn Tina luôn nha. Còn ở bên đây là của cái cô hàng xóm đó cả nhà ơi. Cô hàng xóm có nhờ Tina thì hôm nay sẽ ngồi đây bán sầu riêng và tâm sự với cả nhà nha. Thank you.
mời cũng cameraman ăn thử để review nha, trong lúc rảnh rỗi bán ế nè cả nhà. Rồi mời camera, cameraman thưởng thức thử rồi bà. Cho một lời bình coi nào. Chưa kịp bỏ miệng nữa kêu cho một lời bình. Ngon không? Ngon mà. Ờ, thật lắm. Sự đúng không? Ok rồi. Quá ngon đúng không? Mở quán được á. Mở ra bán. Thôi thôi thiệt sự luôn á. Bán người ta chửi chết luôn á. Cái bánh xấu nó xấu ờm mà. Nó ngon thì nó ngon chứ nó xấu à. Hình thức nó xấu ờm à. Chất lượng được rồi, còn cái hình thức mà ngon đúng không? Ừ. Hình thức cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Nhưng mà nói đi, nói cảm nhận đi. Cái bánh làm sao? Kem làm sao? Ok không? Kem ok, bánh. Nhân bánh thì sầu riêng ngon á, nghe mùi sầu riêng á. Thiệt, nghe mùi sầu riêng rất là ngon luôn. Ai bánh ghép sầu riêng không nghe mùi sầu riêng, lấy nghe mùi bơ. Không, nhưng mà thật sự cái sầu riêng rất là ngon luôn. Cái vỏ bánh được nè, cái vỏ bánh nhộn nè. Rất mềm phải không? Nói chung là hết. kem đồ ok phải không? Ờ. Tất cả đều ok. Ok. Vậy là bạn mở tiệm bánh được hả? Ừ, mở cái bên. Ok, mở cái bên là để mướn luôn chỗ này bán bánh luôn. Ừ. Trời ơi, ăn ký thế luôn mấy má ơi. Có đem cái muỗng luôn chứ không thôi không có muỗng ăn luôn, lấy cái tay cạp luôn. Ăn gì nè. Bao nhiêu của trời cho đâm đây. Má ơi, liếm hồi nữa chắc thiệt á, cái muỗng bốc hơi luôn á. Ừ. Liếm cái muỗng bốc hơi luôn á, liếm mòn cái muỗng. Thank you.
thousand years later. Cả nhà ơi, lúc nãy thì trời chuyển mưa quá trời luôn, cho nên Na tranh thủ Na chạy về. Bây giờ Na mới vừa về tới nhà luôn nè. Thì Na sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Nếu mà mọi người thấy thích cái video của Na thì mọi người nhớ là cho Na một like nè, và đăng ký ủng hộ cho Na nữa nha. Bye bye mọi người nha, bye bye.